Xin chào các bạn, hôm nay Quyên xin chia sẻ với các bạn cách đổi tên và ảnh đại diện trên Google Meet. Đầu tiên chúng ta vào Google. Sau đó đến vị trí góc trên bên phải, hình đại diện của tài khoản Google, chúng ta nhấy vào. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấy vào quản lý tài khoản Google của bạn. Chọn đến thông tin cá nhân. Trong phần thông tin cơ bản, đầu tiên là ảnh đại diện. Chúng ta muốn đổi ảnh đại diện, chúng ta hãy nhấy vào hình máy ảnh này. Sau đó chúng ta nhấy vào thay đổi. Chọn tải ảnh lên đây. Chọn ảnh để tải lên. Sau đó mình sẽ tìm đến cái ảnh đã lưu. Sau đó di chuyển để chọn vị trí đặt ảnh thích hợp. Nhấy vào lưu làm ảnh hồ sơ. Nhấy vào tôi hiểu. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong nội dung phần đổi ảnh đại diện. Tiếp theo chúng ta sẽ đổi tên người dùng. Trong phần thông tin cơ bản, chúng ta nhấy vào dấu mũi tên sau vị trí cái hàng tên này. Giả sử ở đây là tên là tin công nghệ tổ thì chúng ta sẽ đổi lại như sau. Nhấy vào dấu mũi tên. Trong phần đổi tên này chúng ta chú ý phần họ, chúng ta sẽ ghi nội dung chữ lót và tên. Phần tên chúng ta sẽ ghi lại là họ. Như vậy sau khi chúng ta đổi tên xong thì lúc này tên người dùng của tài khoản Gmail của mình sẽ là Vương Lệ Quyên. Khi chúng ta tham gia vào Google Meet thì tên thể hiện trong Google Meet sẽ là Vương Lệ Quyên. Nếu chúng ta nhập họ là họ Vương, tên là Lệ Quyên, thì khi chúng ta tham gia vào trong lớp học Google Meet, nó sẽ hiển thị là Lệ Quyên trước và Vương là ở sau. Đối với các em học sinh, các em có thể sử dụng tên người dùng ngắn gọn bằng cách là bỏ phần họ đi. Chúng ta có thể là nhập ví dụ như là Ngọc Lan 7B, Phương Trinh 7A. Có nghĩa là các em gắn tên của mình với lớp học để thầy cô dễ quản lý và dễ gọi tên trong cái lúc mà chúng ta tương tác với thầy cô giáo trong lớp học. Sau đó, chúng ta nhấy vào lưu. Thì lúc này, tên tài khoản của Google của mình là Vương Lệ Quyên. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong hai nội dung. Thứ nhất là đổi ảnh đại diện. Thứ hai là đổi tên người dùng tài khoản Google để tham gia vào trong lớp học Google Meet. Nếu thấy video này hữu ích, các bạn hãy nhấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè đồng nghiệp cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.